xem VTV9 là dính quà. Phần quà đặc biệt là nón bảo hiểm của kênh truyền hình quốc gia VTV9 sẽ dành tặng cho các khán giả may mắn khi đăng ký tham gia chương trình. Có 3 cách đăng ký tham gia nhận quà từ chương trình. Cách 1, chia sẻ thông tin về chương trình lên trang Facebook cá nhân đặt ở chế độ công khai, áp dụng cho 200 khán giả đầu tiên. Cách 2, đăng ký theo dõi kênh TikTok VTV9. Đăng tải video bất kỳ từ TikTok VTV9 lên thước phim ở trang Facebook cá nhân, gắn hashtag VTV9 và gửi ảnh chụp vào một inbox của trang fanpage VTV9 Online. Cách 3, trả lời câu hỏi chương trình trong phần comment trên YouTube VTV9 Online. Chụp hình selfie với các chương trình trong khung giờ 11:50, 20:10, 21:00 và gửi vào một inbox của trang fanpage VTV9 Online. Quà tặng sẽ được gửi hoàn toàn miễn phí tới tận nhà của bạn. Thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Vui lòng truy cập fanpage VTV9 Online để xem thể lệ chi tiết của chương trình.